Chào các bạn, đây là cái con iPhone 8 Plus nè. Nó để vô menu rồi. Để mình coi nó iOS máy nha. Này 8 Plus 16.4.1, iOS khá là cao. Này bắt pen email đầy đủ. Thì giờ mình ghim vô máy tính. Mình tiến hành gia red đó nha các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là gia red bằng cái tool OneLit luôn. Bấm một cái là nó gia red liền ha. Chữ Windows. Này 8 Plus tình trạng chưa gia red nè. Số email series đầy đủ 16.4.1. Thì tool đó các bạn chưa có thì lên link tải về nha. Cái WinRAR nè, với lại cái driver USB Lituka các bạn. Tải về rồi mình giải nén ra. Giải nén cái WinRAR ra. Hiện tại WinRAR thì nó cho gia red trực tiếp trên Windows nha, khá là tiện. Có chế độ CS18 đầy đủ luôn. Rồi các bạn đợi mình rê ra máy tính á, rê ra desktop á, rồi mình mở lên. Mình nói cho các bạn dễ hiểu ha. Trong này nó có file test nè, nó hướng dẫn nè. Các bạn nhớ đọc sơ qua nha. Cái này cái tool nó trình bày khá là rõ ràng. Thì nếu mình khó khăn á, thì như mình tiếng Anh mình không có được rành lắm á, thì mình copy cái file test á, rồi mình vô Google á, mình mở Google dịch, rồi nó dịch ra tiếng Việt thì cho mình hiểu là cái tool nó nói gì, nó chạy sao. Thì cái này là cái tool nó mới phát triển á, thì có nhiều cái nó hơi bị, nói chung là nó chưa hoàn thiện các bạn. Thì các bạn đọc sơ qua ha, để mình giờ hiểu mình chạy nó dễ hơn. Rồi nó có cái version 1.1 nè, phiên bản mới nè. Mình mở lên. Rồi mình đợi cái tool nó mở lên á. Mình mở cái device manager để chút cái tool nó chạy á, mình coi cái driver nó sẽ nhảy qua cái driver Lituka hay là gì á, mình dễ canh thôi nha các bạn. Rồi giao diện cái tool nó lên rồi kìa. Cái này là tool WinRAR năm nhà phát triển mới update lên cái bản mới á các bạn. Cái này là mình gia red trực tiếp trên cái Windows luôn, không có cần USB cũng không cần macOS nha. Chế độ CS18 á, là nói nôm na dễ hiểu là chế độ Bonus để bu. Rồi cái này là CS-REN iOS thấp nè các bạn. iOS dưới 15 ha, iOS 14 trở xuống. Rồi mình làm cái con này thì iOS cao á. Rồi tin cậy nó một cái. iOS cao á thì mình chọn cái CS-REN mới nè. Nhớ nha, nó hỗ trợ iOS 15.16. Rồi để mình đưa qua cái này cho các bạn dễ nhìn. Rồi bắt đầu mình bấm Next nè. Là cái tool tự động nó đưa cái máy mình về chế độ Recovery. Dùng tool này, tool tự động các bạn. Nó hoạt động là coi như là khá là tiện ha. Gia red trực tiếp trên Win luôn. Rồi nó kêu mình vô chế độ Depo nè. Driver còn nhận đầy đủ nha. Rồi mình bấm Start. Rồi các bạn để ý cái dòng số 3 á, khi nào mà nó sáng đèn á, thì mình buông phím nguồn, giữ volume trừ là được. Là nó vô chế độ Depo thành công rồi. Từ 8 Plus iPhone X ha. Mình vô theo cái bảng á, nhịp nhẽ hợp lý là nó vô Depo thành công rồi. Rồi mình đợi cái tool cho nó gia red. Cái này nó gia red khá là nhanh các bạn. Rồi nó kêu cài driver gì nè. Driver cổng UBK á, mình cài luôn. Rồi bắt đầu cái tool cho nó chạy, nó báo khai thác gì, giống như là cái kiểu khai thác cái lỗ hổng CS18 gì các bạn. Mấy cái này thì mình cũng ít cái rành lệnh code nha. Các bạn nào rành thì để là bình luận bên dưới á, thì nói rõ hơn cho anh em cùng hiểu ha. Rồi khi này là cái máy nó đang chạy cái Bongo gì nè. Rồi nó khai thác thành công. Rồi chờ cái máy boot lên, mình kiểm tra trong phần bao tool hay gì đó, mình coi nó gia red chưa, rồi nó có cái balance chưa. Rồi khi có balance á thì các bạn muốn làm gì các bạn làm ha, cái đó thì các bạn biết rồi. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.